Một chuyến bay của hãng AirAsia X từ Perth, Úc đến Kuala Lumpur, Malaysia phải quay trở lại phi trường vào hôm Chủ nhật sau khi chiếc Airbus A330-300 bắt đầu lắc dữ dội do trục trặc kỹ thuật. Đài truyền hình CNN trích lời phát ngôn viên của phi trường Perth Airport nói rằng phi công nhận thấy động cơ bị trục trặc kỹ thuật khiến phải đưa chuyến máy bay đi 7237 quay trở lại và đáp xuống được an toàn. Theo giới chuyên gia, với sức quay cực nhanh của động cơ Rolls-Royce, bất kỳ sự mất cân bằng nào bên trong tạo nên sự rung dữ dội, khiến cả máy bay cũng có thể cảm nhận được. Loại máy bay hai động cơ như chiếc A330 này được thiết kế để có thể bay và hạ cánh an toàn trong trường hợp một động cơ bị chết máy. Một số hành khách dùng điện thoại di động thu hình và tung lên trang mạng truyền thông xã hội cho thấy cảnh rung chuyển bên trong khoang hành khách. Khi máy bay hạ cánh được an toàn, mọi người reo hò vui mừng và sau đó thì phi công đến bắt cây từng hành khách.